Hello tất cả mọi người, Duy Nguyễn hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một số cái mẫu loa kéo Bass 40. Thì ở đây thì mình có hai mẫu vừa mới về. Thì phải nói là hai cái mẫu này nó là đúng là thiết kế theo cái dạng là nồi đồng cối đá nha mọi người. Thiết kế phải nói rất là chắc nha. Đó, cái thùng là khắc 3D họa tiết rất đẹp. Bên đây là mẫu loa AT và bên đây là KT6688. Bên đây là AT T15. Thì hai mẫu này á đồng thời là đều là bass 40 hết. Hai con này là bass 40 nhưng mà riêng về mẫu 6688 thì nó sẽ thiết kế to hơn một tí. Đó, còn 6688 thì nó là màu xám titan. Còn AT bên đây thì mình sẽ có hai màu luôn, màu xám và cả màu vàng luôn nha các bạn. Mình không có khui con màu xám ra tại vì rất là nặng. Đó, hai con là đều xài bình ắc quy hết và mình sẽ cho các bạn xem đây. Đó, bo mạch của hai con. Bo mạch của hai con. Bây giờ mình sẽ đi từ bên con bên đây nha. Đấy. Chúng ta sẽ thấy được những cái lỗ 6 ly rất là xịn sò, những cổng kết nối guitar nè, guitar là chơi được hai cây, micro có hai lỗ cắm luôn, đồng thời là nguyên cái dãy bên đây nè, âm lượng guitar, âm lượng micro nè, mic chép nè, mic bass nè, echo, delay, bass chép của nhạc, master. Con loa này hay một cái là chơi được nguồn 12V, nếu mà chúng ta đi xa, chúng ta có thể kết nối với lại các dòng xe ô tô hoặc là bình, có cái bình câu trực tiếp vô là chơi được luôn nha các bạn. Ngoài ra cái nút này nè, nếu mà chúng ta chơi điện chúng ta sẽ bấm xuống dưới đó là chúng ta cắm vô cái nguồn AC, còn nếu mà chơi DC á thì chúng ta bấm bấm ở trên nha. Ok, thì hai con loa này về cái thiết kế main bo thì mình thấy nó cũng khá khá là giống nhau về các cổng kết nối. Nút bên đây màu đen rất là đẹp ha, phay xước cực kỳ đẹp luôn, nhìn có vẻ nó xịn sò hơn đấy. Rồi bây giờ mình quay sang qua cái con này, con bên đây á, thì nút nhựa nha, nút nhựa này làm giống giống cái thiết kế của Arknot nè. Rồi vẫn có cổng 12V cho bình luôn và cũng có DC và AC luôn, nếu mà chúng ta chơi điện gạt xuống dưới, chơi pin thì gạt lên trên. Như vậy cái lợi thế là gì, nó sẽ không bị hư bình, nếu mà chúng ta chơi cắm trực tiếp nó sẽ mau hư bình, bấm xuống đó để nó kích hoạt toàn bộ điện. Ở đây mod chúng ta sẽ có thẻ nhớ nè, USB, hai con thì mình thấy đều có thẻ nhớ và USB luôn nha các bạn, hai con y chang nhau không khác gì hết. Ở đây là sẽ có cổng audio out, live stream được luôn, out in luôn. Như vậy hai con loa này chúng ta có thể kết hợp hai con lại thành loa stereo được luôn nha các bạn. Một bên chúng ta out, out ra xong là con bên kia mình gầm dùng ở in thì nó sẽ chơi được hai loa cùng lúc luôn, chơi hai bên rất là ngon ha, cổng bông sen dễ dàng kết nối luôn, tuyệt vời tuyệt vời. Mic Rhinority là cái gì? Cái quái quỷ này các bạn làm ơn đừng có nhấn vô giúp mình, nhấn vô một cái hát là nhạc tự động nhỏ lại nha, cho nên là mình không có xài, off giùm mình luôn. Rồi thiết kế đẹp không, không biết đẹp hay không mà giờ vậy nè. Ok, mình đứng lên cho các bạn xem luôn. Đây cái lò kéo có chắc không, rất là chắc nha. Ok, hai con này thiết kế rất là chắc, bánh xe tuy nhỏ nhưng mà rất là đẹp đó, hai bên luôn nè. Con bên đây thì không có tay nắm, con bên đây thì kéo lên được nha. Đấy, dễ dàng mang đi chơi, lôi tới lôi lui đó, rất đẹp đó. Nồi đồng cối đá hai con luôn, rất đã không các bạn, coi nè cực kỳ chắc. Âm thanh thì như thế nào, bây giờ mời các bạn cùng trải nghiệm với mình luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ test chất âm của con bên đây trước. Con đây là KT6688. Cái mẫu loa này phải nói là một cái dòng loa cực kỳ bền. Thùng là mình đánh giá nó cao hơn thùng con bên đây nha. Con bên đây buôn chắc chắn hơn luôn các bạn. Rất là đã. Trời ơi trời, nó sướng. Ông nội ơi. Đó, mình là 60 mấy ký đó. Mình ngồi lên không nhúc nhích gì trơn á. Rồi, về cái echo và tiếng mic thì mình cũng đánh giá con bên đây thì nó có vẻ chắc tiếng hơn một tí. Nhưng mà con bên kia cũng không phải là tệ đâu. Con nào cũng hay hết đấy. Bây giờ này, echo nè. Alo, 1, 2, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Echo tăng giảm này, delay này. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Alo, 1, 2. Các bạn nên cho cái tiếng delay nó đừng có gần quá, đừng có xa xa quá nha, gần gần thôi. Tại vì nếu mà chúng ta cho nó xa quá là nó sẽ bị khó chịu lắm. Ok, mic chép nè. Alo, 1, 2, 2, 6, 7. Âm thanh. Very good. Rồi, hai con loa này Bass 40 thiết kế cực kỳ chắc chắn, âm thanh tuyệt vời luôn. Đây. Ok.
Bây giờ mình sẽ test luôn chất âm của micro của hai con loa này để cho các bạn có thể dễ dàng nghe nè. Alo, alo, alo. 1 2 6 7. Alo, alo. 1 2 6 7. Alo, alo. 1 2. Còn bên đây thì có vẻ nó tối màu hơn tí các bạn, nhưng mà còn bên đây nó sáng hơn, nó trong hơn chút ha. Còn bên đây thì nó tối màu hơn chút. Alo, alo. 1 2. Alo, alo. 1 2. Đấy, thì hai con hai màu sắc khác nhau, một con là âm trầm nhiều, còn bên đây thì âm trung với lại trép nó cao. Đồng thời thì mình vẫn có cảm giác gì đó mình thích cái tiếng micro ở bên đây hơn, tại vì nó có cái gì đó nó hơi trong trong trẻo và nó sáng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhạc thử một đoạn mình làm lung cho các bạn nghe nha. Đấy, chất lượng luôn anh em ơi. Quay quay bánh xe nhẹ luôn các bạn. Lớn quá, lớn quá. Lên thật sâu vào tâm trí anh, cơn ác mộng đâu ai dừa mãi ở trong lòng. Nhưng đời anh là con số không, mà lại hay cố yêu lấy những thứ xa ngoài mong. Hoa bằng lăng ngoài hiên chỗ bóng, đôi gót vòng mà em sang ngang bước theo chồng. Khi cười hoa rời nơi bên sông, người về phương ấy bên em bên ai liệu có an lòng. Rồi người rời bước thật mau, mặc vào tà áo nàng dâu, mặc vào nà 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 nà, lung linh hoa cười trên đầu. Lặng đi một chiếc thuyền hoa, dù gần mà quá là xa, nhu lòng mình thắng ngày quá yêu đương sâu đành thôi xa. Dòng lệ người sẽ làm đôi nè, lệ này người khóc như ai nè, nhạc hoa nở nâng giấc vai nè, hay anh không nói bi hài nè. Ok, rồi, vừa rồi là loa KT6668. Bây giờ giờ bên đây nha mọi người ơi. Thật mong mặc vào ba áo nàng dâu, dòng lệ người nên vào sâu, lung linh hoa quý trên đầu. Lặng nhìn một chiếc thuyền hoa, dù gần mà quá là xa, nhu lòng mình thắng ngày quá yêu đương sâu đành thôi xa. Dòng lệ người sẽ làm ai, lệ này người khóc vì ai, nhạt nhạt lờ đờ dần phai, hay anh không nói bi hài, đành lòng làm kẻ đành si, dịu nồng cần che bình minh, lặng lặng nhìn bước người đi. Trong tay ai liệu có nhớ gì? Về cái âm bass thì mình đánh giá cao cái con bass bên đây, nhưng mình cảm giác nghe nhạc rất là hay. Đấy, thì hai con này nó bù qua sức lại các bạn. Mic thì nó hơi tối tí, mà nghe nhạc thì rất là lực nha. Lớn lên hết cỡ là kinh điển lắm. Cảm giác công suất con này lớn hơn luôn. Con này lớn hơn tí. Chúng ta đang nghe được là âm thanh 100% bằng cái điện thoại. Ở ngoài là nghe nó sẽ kinh điển hơn nữa các bạn. Đó, và hai dòng loa này là hai dòng loa phải nói là giá mềm, dễ tiếp cận bên em. Giá chưa đến 4 triệu đồng luôn. Đấy, 3 triệu mấy thôi là dứt được cái loa về là chơi banh làng banh sớm luôn ha. Rồi, và nếu như anh em, cô chú, anh chị em nào đam mê hai dòng loa này, có thể liên hệ ngay số hotline trên màn hình để Duy Nguyễn trực tiếp tư vấn và bán hàng cho mọi người nha. Ngoài ra chúng ta có thể vào website Duy Nguyễn Studio nha, Duy Nguyễn Studio đó .com.vn. Ok.